Chào bà con, thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật đào hố trồng chanh dây. Thì với clip này thì bà con nên đào hố với chiều sâu là 60-80. Thì đào 60-80 thì nó rất tiện lợi cho cây, thì sau này nó sẽ mềm mại đất và nó sẽ tơi xốp đất làm cho cây rễ nó sẽ bám rất tiện lợi. Và thứ hai đó là chúng ta bón lót gồm có phân chuồng và ít vôi. Sau khi bón lót xong thì chúng ta tiến hành xuống cây giống và trồng và tưới nước. Thì bà con xem hết clip và nhớ đăng ký kênh tham khảo 3 cái clip hướng dẫn về kỹ thuật trồng chanh dây này.